thưa quý vị, có liên quan đến việc chồng sát hại vợ vào ngày mùng 5 Tết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Tị sinh năm 1977, trú tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình để điều tra về hành vi giết người. Theo cơ quan chức năng, tối ngày 5 tháng 2, ông Tị mâu thuẫn với vợ là bà NTMT, 45 tuổi, tại nhà riêng ở tổ dân phố 3, thị trấn Thác Bà. Người chồng dùng dao đâm gục vợ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Yên Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí tại ngôi nhà. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ vật chứng là một con dao nhọn, nền nhà có nhiều vết máu của nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ án mạng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà thông tin. Tại trụ sở điều tra, ông Tị khai nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính nên gây ra vụ án. Tại cơ quan công an, Vũ Văn Tị khai nhận vợ chồng Tị từng sống ly thân khoảng 10 năm thì quay về hàn gắn tình cảm từ khoảng 4 năm trước. Sau khi quay lại sống chung, hai vợ chồng Tị vẫn phát sinh nhiều mâu thuẫn. Theo lời khai của Tị, anh ta thấy vợ ít quan tâm đến mình, thường xuyên nhắn tin cho ai đó vào ban đêm. Do không biết chữ nên Tị cũng không đọc được tin nhắn. Không biết vợ nhắn tin cho ai, nhưng Tị nghĩ rằng đã bị vợ cấm sừng. Tối ngày 5 tháng 2, tức mùng 5 Tết, sau khi ăn cơm, Tị thấy vợ đi ra quốc lộ 37 nên lấy xe máy đi theo. Chứng kiến vợ lên xe máy của một người đàn ông đi vào nhà nghỉ, Tị vào theo, lục soát các phòng nhưng không thấy. Cái cứu, Tị gọi điện cho người nhà của vợ đến. Lúc sau, Tị thấy vợ được người nhà đưa ra khỏi nhà nghỉ từ cổng sau. Được mọi người khuyên can, sau hội to tiếng, Tị bỏ về nhà. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Tị muốn nói chuyện với vợ nhưng chị này không có phản ứng gì. Trong lúc tức giận, Tị đã lấy hai chiếc điện thoại của vợ đập xuống nền nhà, tắt đèn định đi ngủ, nhưng sau đó vùng dậy, dùng dao sát hại vợ. Báo Dân Trí dẫn lời khai của Tị từ cơ quan chức năng.